Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô mấy câu nhặt bãi. Mình xin giới thiệu các bạn, giá là mình báo trên video, giá này là mình chưa có phí ship một máy là 30k, mình có ship code toàn quốc. Sau đây là mình xin giới thiệu con máy đầu tiên rồi nha. Số 1 này là một con Shimano này nha các bạn, Shimano Super GT. Con này là một con máy ngang tay phải nha, tay gỗ luôn này, rất là đẹp nha. Ngoại hình của máy, con này là thì của made in Japan nha. Shimano này, made in Japan, có in Japan trên. Ngoại hình cước 4 là 100m. Bên trong có dây dù này, lăng này, lăng chia cước này nha. Máy quay rất là mượt nha. Đó, máy quay khá là mượt. Chốt chặn. Con số 1 này có giá là 350k. Số 1 nha, 350k. Tiếp theo là con số 2. Số 2 này là một con ngang tay phải luôn này. Một con máy ngang tay phải màu xanh, hiệu Suzumi này nha. Suzumi. Con này thì của hãng Korea nha. Made in Korea này đó, Korea. Màu xanh. Máy rất là mới đẹp nha. Lăng chia cước. Máy quay này, chốt chặn này nha. Đó, máy quay rất là mượt nha. Con số 2, số 2 này có giá là 350k. 2 nha, 350k. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo là con số 4, số 3 chứ. Con số 3. Số 3 này là một con Daiwa này nha. Con này là tay phải luôn này. Chốt chặn. Retio là 5.1, con này nó có để này. Con này thì của made in Japan này nha. Made in Japan. Đó. Màu đen. Lăng chia cước này nha. Bên trong. Chốt chặn. Máy quay này nha, rất là mượt nha, chốt chặn này. Chốt chặn. Con số 3 này có giá là 350k. Số 3 350k, một con máy ngang. Tiếp theo là con số 4. Số 4 này là một con Daiwa Regard nha. Dòng Daiwa này. Đó. Con này là chạy hai bạc đạn, Daiwa Regard. Con này là của Made in Thái Lan. Made in Thái Lan nha. Nước Thái Lan cũng sản xuất máy rất là chất lượng lắm nha. Tay quay là tay quay gỗ này. Đó. Tay gạch. Tay quay kim loại, cối kim loại nha, lăng vàng này. Size mấy? Con này có size là size 2000 nha. Cước 2 là 150m, cước 3 là 100m này. Ngoại hình của máy. Máy sóng này nha, lưỡi gà rất là tốt. Gà cước tốt. Ngoại hình. Máy cùng ngoại hình cũng khá đẹp nha. Đó. Phần đế nó có trầy xước một tí này đó. Máy quay này nha. Rất là mượt luôn. Chốt chặn. Con số 4. Số 4 này cả giá là 350k nha. Số 4 350k. Size 2000, máy của Thái Lan. Tiếp theo là con số 5. Số 5 này là một con Daiwa Regard luôn. Daiwa Regard. Đó. Con này của Made in Thái Lan luôn nha, Made in Thái Lan. Regard S. Size là size 2000 nha. Size con này size 1500 này. Cước 1.5 là 130m, cước 2 là 100m này. Có kim loại, tay là tay gạch. Tay kim loại, có kim loại nha. Lăng sáng. Máy sóng này, lưỡi gà tốt. Ngoại hình này nha. Máy rất là mới đẹp nha. Máy quay này. Đó, rất là mượt luôn. Chốt chặn. Máy quay. Con số 5 này có giá là 350k. Số 5 350k. Tiếp theo là con số 6. Số 6 này là một con Spaz VO 1800. Con này là của Olympic này nha. Olympic dòng máy của Japan. Made in Japan này, đó. Toàn thân là bằng nhôm hết nha. Cối này, đó. Tay quay luôn. Tay quay là mình gặp tay quay mình vặn xuống nha các bạn, vặn xuống là gặp tay quay. Đó, vặn xuống này, gặp tay quay này. Đó. Vặn lên là mình sử dụng. Lăng này, rất là sáng bóng nha. Con này khá là mới này, ngoại hình này. Đó, màu sơn. Rất là mới đẹp nha. Đó. Nắp này, cối kim loại nha. Cối rất là mới luôn.
Size con này là size size 6000 nha. Cước số 6 là 180m, cước số 5 là 215m này. Nặng là 440g. Ratio là 4.5. Có chụp cước màu hồng này, cước bên trong màu cam nha. Máy sóng này, lưỡi gà tốt. Gà cước tốt. Máy quay này nha, rất là mượt. Trong này là câu tre, câu biển, câu tre lớn luôn nè. Rất là khỏe, mấy cái dòng nhôm này. Tốt chặn nè. Thay đổi tay quay trái phải nha. Máy rất đẹp nè. Con số 6 này cả giá là 600k. 600k. Tiếp theo là con số 7. Số 7 này là một con Let Go, cũng là Olympic luôn này nha. Let Go 400. Chạy hai bạc đạn này. Con này là của Olympic Japan này nha. Olympic Japan. Màu hình này nha. Đó, rất là đẹp luôn. Toàn thân là bằng nhôm hết nha, tay quay cũng vậy luôn này. Đó. Vặn. Con này thì mình vặn lên nha, vặn lên là gặp tay quay, đó. Vặn lên gặp tay quay, vặn xuống là sử dụng nè. Cối kim loại nè. Lăn sáng bóng nha, đó. Con này thì nó không có để thông số nha. Mấy cái dòng này nó không có để thông số. Dòng này là tầm 8.000 nha các bạn. 8.000, đó, rất là to luôn. Máy sóng này, lưỡi gà tốt nha. Gà cước tốt này. Dòng này là câu tre, câu biển, câu tre lớn luôn nè. Máy quay rất là khỏe mượt nha. Chốt chặn. Máy quay rất là khỏe nha. Số 7 này cả giá là 700k. Số 7 700k. Máy rất là đẹp nha. Đó. Câu biển luôn nè. Tiếp theo là con số 8. Số 8 này là một con Alpha Tucke nha. Alpha Tucke. Cước 2 là 150m, cước 2.5 là 110m này. Ratio là 5.2. Con này là chạy 3 bạc đạn nha. Alpha Tucke này là của hãng Korea, mà con này thì nó không có in nè. Đó. Lăng là lăng vàng này nha, rất là đẹp. Gạt cước tốt. Cối kim loại luôn nè. Dòng này là có ABS này nha, ABS này. Đó. ABS nha. Máy quay này nha, rất là mượt luôn. Alpha Tucke màu vàng. Tay đổi, tay quay thay đổi trái phải nha, tay gập này, bấm nút là gập. Máy sóng này, lưỡi gà tốt. Rồi. Máy quay rất là mượt nha. Con số 8 này cả giá là 250k. 250k số 8. Tiếp theo là con số 9. Số 9 này là mình có một con Shimano nha. Shimano C3000 Accord. Con này thì của Made in Malaysia nha, Shimano Malaysia. Đó. Có kim loại, tay quay là kim loại luôn này. Lăn sáng bóng. Gạt cước tốt nha. Size 3000. Cước số 3 là 150m này, cước số 4 là 100m. Ngoại hình của máy nha. Đó, ngoại hình máy này. Nó có sần xước này, xung quanh viền. Thân thì khá đẹp nha, đó. Nó chỉ sần xước viền này, còn lại thân khá đẹp. Dòng này thì tải két rất là khỏe nha. Cước này, một vàng còn rất là nhiều này. Dòng này tải két rất là khỏe luôn, chốt chặn này. Quay này, rất là mượt nha. Dòng này rất là khỏe luôn. Con số 9 này có giá là 420k. 420k. Tiếp theo là con số 10. Số 10 này là một con máy Shimano LS. Shimano LS XT3000 này nha. Con này thì của Malaysia. Cối kim loại, tay là tay gỗ nha, nó tay gỗ. Lăn vàng sáng bóng, cối này. Bên trong cối này rất là đẹp nha. Đó. Thấy không? Ngoại hình máy. Ngoại hình máy con này thì cũng còn khá đẹp nè. Đó. Size là size 3000, gạt cước tốt nha. Máy sóng này, lưỡi gà tốt. Ngoại hình. Dòng này là có ABS nha. Đó, quay là đứng này. Đó. Đứng này. Máy quay rất là mượt nha. ABS luôn. Dòng này tải két rất là khỏe.
Con số 10 này cái giá là 700k. 10 700k nha. Shimano Elite XT 3000, số 10 700k. Tiếp theo là con 11. 11 này là một con Daiwa nha. Daiwa Regard này. Daiwa Regard. Con này là của Japan. Made in Japan đó. Tay là tay kim loại, toàn thân là bằng carbon. Dọc này cũng rất là khỏe này, lăn sáng bóng. Gạt cước tốt. Máy sóng, lưỡi gạt tốt nha. Con này có size là size 6000. Cước số 6 là 150m, cước số 5 là 200m. Cước này nha, màu nâu nâu này đó. Tay là tay gập. Ngoại hình con này thì khá là mới đẹp nha, đó, ngoại hình này. Con này khá đẹp mới này. Máy sóng này, lăn sáng này, gạt cước tốt này. Thay đổi trái phải. Máy quay này nha, rất là mượt luôn. Máy quay, chốt chặn. Con số 11 này có giá là 700k. 11 700k. Máy quay rất là mượt nha. Tiếp theo là con 12. 12 này là một con Alivio hiệu Shimano 2000. Con này là made in Malaysia nha, Shimano Malaysia. Dòng này là cao cấp của Malaysia này. Lăng sáng. ABS luôn nha, dòng này là rất là khỏe này, đó. Tải được 7-8kg lần nha. Gạt cước tốt này. Máy sóng, lưỡi gạt tốt. Con này là cước số 2 là 150m, cước 2.5 là 120 này. Cước 3 là 100m. Đó. Máy rất là mới đẹp nha, con này đồ mới này. Đó, rất là đẹp luôn. Máy quay này nha, rất là mượt. ABS. Đó. Con số 12 này có giá là 700k. 12 700k. Tiếp theo là con 13. 13 này là mình có một con Spin Power ET 2000 này. Con này thì không in tem nước nha. Lăn sáng, gạt cước tốt. Cước này. Tay quay. Đó. Có kim loại. Máy quay này nha. Rất là mượt. Chốt chặn. Đó. Con số 13 này có giá là 180k. 13 180k. Tiếp theo là 14. 14 này là mình có một con tên của nó này. Sli 1000 này đó, tên của nó nha các bạn. Nó tên là Daiwa này, dòng Daiwa. Nó in này nè, rất là khó thấy nha. Có kim loại. Đây qua, con này là của Japan này nha, toàn thân là bằng nhôm, cối cũng vậy luôn nha. Tay quay, vặn xuống là gặp tay quay nha, đó. Vặn lên là sử dụng. Ngoại hình này. Dòng này cũng lâu rồi nè, đất cổ rồi. Lăn này nha. Đó. Và cước tốt nha. Con này là máy sóng, lưỡi là tốt nè. Máy quay này. Nó bị rối cước này nha các bạn. Máy quay này nha. Rất là mượt nha. Chốt chặn. Đó. Con số 14 này có giá là 200k. 14 nha. 200k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc là để lại dưới bình luận mẹ máy kèm số điện thoại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.